Xin chào các em, ngày hôm nay tiếp tục tôi dạy kỹ năng tuyển sinh về phần hình cho các em nha. Vậy thì các em quan sát vào đây. Cho đường tròn âm O, dây BC cố định điểm A di động trên cung lớn BC nha. Sao cho cái đoạn hàng AB này và nhỏ đoạn hàng AC nha các em. Rồi, sao cho tam giác ABC nhọn luôn. Khi em nối ba điểm ABC này thì phải tạo ra một tam giác nhọn, giống như các em vẫn vẽ nè. Cho tam giác ABC nối tiếp đường tròn âm O á, đó giống như vậy thôi. Ở các đường cao bên em về CF cách nhau tại H. Rất nhiều đường cao mà rất nhiều vuông góc nha các em. Rồi, K là giao điểm của EF với BC. Rồi, trong đây có 3 câu nghe. Trước tiên tôi vẽ hình trước cho các em này. Em quan sát được tôi vẽ hình nha. Tôi vẽ đường tròn tam O trước. Rồi, người ta yêu cầu lấy vẽ dây BC. Vẽ dây BC nó vẽ ngang vậy này nha. Tôi để cái bài đi, ngang. Đây, rồi lấy điểm A trên cung lớn BC. Đây là cung lớn này. Còn cái cung này gọi là cung nhỏ nha. Đó. Lấy điểm A. Rồi sao cho cái đoạn hàng AB nhỏ hơn AC thì tôi lấy đoạn A về bên này một xíu này. Đó. Nha. Làm sao đừng có để khi nối này đừng để đi qua tâm là được rồi. Này. Các bạn vậy. Giống như tôi nói là vẽ tam giác truyền thống đó các em. À, sao cho cái đoạn hàng AB nhỏ hơn AC, ok, và tạo ra tam giác nhọn, đúng rồi. Tiếp tục, các đường cao BE và CF, tôi vẽ các đường cao này, BE, đường cao là nhớ là phải vuông góc với cạnh đối diện này, đường cao BE và CF này, em. Đó rồi. Đây nó vẽ vậy nó hơi nhỏ xíu, cho A đây là nó đẹp hơn chút xíu nè. Ok, lỡ rồi. Đường cao ví dụ hết vuông góc cho tôi. Vuông góc mà vuông góc hai đầu luôn cho tôi. Vậy thì trong này, trong cái riêng cái tam giác này nè, khi vẽ hai đường cao thì bài trong đó nó xuất hiện mấy cái cao? 6 cái đường giác trong tiếp đó. Nha, nếu mà nối thêm đường này có 6 đường giác trong tiếp đó. Cái này giao điểm của EF với BC. EF với BC. Tôi nối EF nè. Với BC kéo dài BC ra cái nha. Hình bài tôi vẽ nó hơi bị nhỏ rồi, tôi sợ nó không cắt, tôi vẽ rút chỗ này nó hơi bị nhỏ nó xíu nha các em. Rồi, đây là điểm cao này nè em. Rồi, và nhớ nè em, H là trực tâm của tam giác ABC nha các em. Và có thể chứng minh được AH vuông góc ABC luôn nha các em. Đó. Rồi, tiếp theo các em. Người ta yêu cầu chứng minh tứ giác BCEF một tiếp. Rồi, câu 3. Tứ giác BCEF. Nội tiếp nha các em. Rồi, BCEF đâu? Nó này nè, BCEF. Nội tiếp chưa? Trời ơi, cái cách thứ hai nha. Đúng không? Đúng không? Hai góc này, đúng không? Cùng nhìn với đoạn hàng bằng nhau, đúng không? Đó. Vậy thì nè. Cách thứ hai, đúng chưa? Cái thứ nhất là gì? Chứng minh tứ giác ABF là tổng hai góc đối 180. Rồi, chứng minh tôi vẫn nói các em là hai góc alpha đấy em. Là hai góc cùng nhìn với một đoạn hàng này. Đó, cùng nhau này, lập tức tứ giác ABF. Đúng không? Và gì? Các em trình bày vào ha. Còn trong đây rất nhiều tứ giác ABF nữa, nhưng mà yêu cầu khai thác thì cái này khai thác cái này. Rồi, các em trình bày vào. Câu A. Ta có góc BFC bằng góc BEC bằng 90 độ. Các em suy ra tứ giác BFEC nối tiếp được. Rồi câu B. Câu đầu dễ rồi, giờ câu B này. Chứng minh KB nhân KC. KB nhân KC bằng KE nhân KF. KE nhân KF. Rồi, em nhớ nè. Nhìn thế này. Nếu mà bài dễ nha. Thì hai tam giác đồng dạng hoặc là thông qua hệ thức gì thực lượng nha, mình được phân tích chút xíu này coi. Câu này có dễ không? Nếu mà hai tam giác đồng dạng thì quá dễ cái nha. Rồi, KBE rồi kiếm cả tam giác KBE rồi có đồng dạng với nè, bắt là quy tắc bắt là như vậy này em. Khi làm không được với tôi biết chỉ hướng cách khác cho em nè. KBE tam giác KBE đâu
KBE. Ồ, tên mép tù nha, nhớ nha, tên mép tù nha. KBE là tên mép tù. Ok. Tiếp tục KCM. KCM. K C em. Trời ơi được em. Ôi nhẹ vậy ta. Sao đề cho dễ vậy? Thôi KCM. Nè, KB nhân KC đâu? KB nhân KC. Đây nè, KB nhân KC quá của em này. Bằng KF nhân KE. Và em nhớ điều này cho tôi nha, phải tập làm điều này luôn. Sau này những bài toán hình chuẩn bị các em sẽ tiếp xúc tới á, tôi nhìn vô là tôi sẽ lập nhanh vậy luôn. Có một cái mà tôi nói các em là cái lợi của thứ giác nội tiếp á em. Cách cuối cùng, cách thứ năm chứng minh thứ giác nội tiếp em. Nếu mà có một thứ giác nội tiếp ABCD này nội tiếp rồi đúng không? Nội tiếp đường tròn là điểm này ngoài là điểm T nha. Em nhớ điều này luôn nha. Còn khi nào bắt chứng minh thì mình chứng minh thôi. Còn những sau này các em sẽ gặp những bài toán hình khó là phải trong đầu phải chọn sẵn luôn. Các em có nghĩa là mấy mốt xong em này em làm những câu cuối, các em nhìn vô thì dụ em nhìn vô ba em mới chấm. Ủa, em không biết là em coi đáp án đúng không? Em nhìn vô xong người ta làm nhanh, người ta làm hay dữ ta. Trong đầu ta sao nghĩ được hay vậy? Là do mấy cái này. Đó. Nếu mà thứ giác nội tiếp thì lập tức em sẽ đặt PB nhân PC, PB nhân PA. Nha. Bằng gì em? PC nhân P gì? PD. Cái phần này trong những bài giảng trước tôi nói rất nhiều. Nha, thứ giác tiếp là hai cái đường này, hai cạnh này cắt nhau là tại điểm B này. Thì lập tức PB nhân PA bằng PC nhân PD. Là do hai tam giác đồng giác nghĩ gì đâu? Tam giác này với tam giác lớn này. Đồng giác đó. Tất đơn giản góc P là góc chung. Góc B này nè, bằng góc D nè. Này cộng này 180, này cộng này 180 đúng không? Đó, xin ra hai góc này bằng nhau. Lập tức lập được hai tam giác đồng giác. Lập tức chứng minh được. Và sau này em nhớ này, khi có một cái thứ giác nội tiếp, rồi hai này cắt nhau tại điểm này thì lập tức trong đầu sẵn sàng PB nhân PA bằng PC nhân PD. Sẵn sàng điều đó luôn. Nha, yeah. Đó. Bây giờ đây này em. Em chính xác này em theo. Thứ giác này em nhìn coi. BFEC phải nội tiếp không? Hai này cắt nhau ở đâu? Ok. Nhìn vô biết là trời ơi, KF nhân KY và KB nhân KG, KC. Đúng không? Đó. Vậy thì chứng minh hai tam giác đồng giác này. Ở đây em có hai cách làm nha, tùy các em. Em chọn lựa nha. Một là em xếp tam giác KBE. Rồi, KBE. Tam giác này nè. Rồi, hai là tam giác KCF đây. KCF có chung góc K. Một góc. Một góc bằng nhau nữa là góc E. Và góc gì? C. Do tứ giác nội tiếp rồi thì hai góc này nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau đều chắn cùng gì? Bề. Đó là một cách nha. Vậy thì tôi hướng dẫn em hai cách luôn nha. Đó, cho các em nhớ bài. Rồi, cách thứ nhất này. Xét tam giác KBE và tam giác và đúng tỷ lệ nha em. KBE cái nhà KFC U KFC em. Này nhớ gà nướng không? Chiên nữa. Rồi. Có K là góc chung. Rồi góc này mà góc này là đọc ra nè. Góc này em có thể đặt số vô luôn nha. Hoặc là em đọc nè. K E B. Không cần đọc lên F E B nha. Đọc kia phục vụ cái bài của mình á. Góc K E B bằng góc K C F nha. Hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau nè, đều bằng 1/2 số đo cùng BE. Hai góc nội tiếp cùng chắn cùng bằng nhau vì cái thứ giác này mới chứng minh nội tiếp này đúng không? BEC nội tiếp. Rồi và từ đây suy ra tam giác KBE đồng giác với tam giác KFC theo trường hợp góc góc. Rồi lập tỷ lệ nha các em, ta có tỷ lệ này rồi, ta lập nha. Nhìn đây là KBE trên KB trên KF, nhìn sang bên phải KF biết rồi, còn KE đầu cuối nè, đầu cuối trên đầu cuối trên KC. Rồi các em nhân chéo lên thôi, được rồi, nhân chéo lên KB nhân KC bằng KE nhân KF. Rồi điều phải chứng minh đúng không? Đây là một cách. Rồi ta làm cách hai ha, cách hai đấy chỉ phải bên này đi. Tôi cũng thích cách hai này lắm nha. Nha. Tự biến sẵn điều này luôn. Đó. Rồi, tiếp theo em. Giờ tôi không xét cái kiểu tam giác mà KBE nữa mà tôi bay xuống đây coi nè. Này quá phê đúng không em? KBF. KBF đâu? KBF ở đây. Tam giác tù. Này. Và KCE đây. KCE nè.
K C E là tam giác lớn. Tam giác E này với tam giác lớn này nè, thứ nhất có K là góc chung này. Và vẫn tôi vẫn nói cái em này điều này rất là nhiều nha. Góc F này nè, bằng góc nào nhớ không? Bằng góc nào? C. Góc ngoài còn thứ nhất chứ, đúng không? Bằng góc trong đối kề bù với nó. Hả? Bằng góc đối, đúng không? Họ đối kề bù với nó nè. Tại vì này cộng 180 kề bù. Thứ nhất trực tiếp thì góc này cộng góc F này nè, bằng 180. Thứ nhất tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180. Góc này cộng này 180, này cộng này 180 bằng góc này bằng góc này. Cùng bù với góc này nè, đó nha. Vậy thì lập tức xét hai tam giác hai đồng nhận cho tôi nha các em nha. Rồi, bài thi các em trình bày vô. Xét tam giác KBF. Và tam giác K. Hay gì em? Học đúng thì là nhà sao thì lại là tiêu á. KBF nhọn tù nhọn, cái này nhọn tù nhọn K E C. Đó. Có K là góc chung này. Góc này đọc ra nè. K F B bằng góc K C E. Vì sao giải thích? Vì cùng mù. Mù với góc nào đây? E F B. Nha các em. Rồi, vậy từ đây mình suy ra được hai tam giác này đồng dạng thôi. Suy ra nha. Tam giác KBF đồng dạng với tam giác KEC. Cái trường hợp góc khác, ta lập tỷ lệ nha. Ta có tỷ lệ ô KBF nha. Rồi chúng ta nhìn lộn sai KBF. Rồi lập tỷ lệ nha các em, nhìn nó đề là thôi. KBF đầu thứ gì trên cây? Nhìn sang bên ta phải cây biết rồi, còn cây em biết chữ cây em à? Đầu cuối trên đầu cuối trên KC. Nhân chéo lên có giống không? Suy ra KB nhân KC bằng KF. Nhân chéo lên nhân KC, đúng không? Điều phải chứng minh. Em ok. Có hai cách chọn tùy các em nha. Rồi tiếp tục là để tôi nói về cái điều này thêm với các em nha. Đó, em phải nhớ cái lợi của thứ giác thiếp trong đầu, em phải nhớ cái lợi thứ giác thiếp là có rất nhiều lợi, đúng không? Lợi thứ nhất là tổng các góc đối bằng 180 nè. Các góc nội thiếp cùng chấm một cung bằng nhau, anh pha đấy. Rồi góc ngoài của thứ giác nội thiếp bằng góc trong đối kề bù với nó này. Đó, mình khai thác rất nhiều đúng không? Còn lợi cái thứ tư này. Cái thứ tư tôi vừa nói. Nếu thứ giác nội thiếp này, đó hai này khác nhau tại K thì KF nhân KE bằng KB nhân KC. Rồi đây nữa này, nếu em nhìn về hướng bên này nè. Là thứ giác BF EC nè, em thấy không? Nó cắt nhau, cái hai đường thẳng này cắt nhau ở đâu? Hai cái đối này cắt nhau ở đâu? Ở A. Vậy trong đầu mình sẽ chọn được là AF nhân AB bằng AE nhân gì? AC. Chọn sẵn điều đó. Cần thiết tôi đã sử dụng điện nha. Rồi các em coi đến câu cuối. Rồi M là giao điểm của AK nha. Với đường tròn nằm ô AK. Dạ, chết rồi. Mất cái số của mình rồi. Và như K ở đây, các em nó sẽ ở đây thêm một góc nữa rồi. Em đặt đây là K1 cho tôi, cho nó an toàn. Đó, điền số 1 cho nó nhẹ nhàng thôi, có gì đâu, đúng không? Thêm số 1 rồi đi. Tại vì K đúng K nào đó. Giờ nó kể thêm một đường nữa. Rồi nha, em thay chữ K1 cho tôi. Rồi, tiếp tục. Chứng minh MH vuông góc A nha. Rồi, nói lại cái em. MH nè, là điểm M nè. Nha M nha, tôi xóa cho này đi các em nha. Rồi chúng mình vuông góc này. Câu cuối bao giờ cũng là rất là khó chứ không phải dễ nha các em. Phải quan sát cho kỹ. Rồi. Chúng mình em hát nối lại đi em. Rồi cho các em suy nghĩ một chút xíu nha. Rồi. Em hát. Đúng không? Đó này hát này. Chứng minh là vuông nè. Đó, chứng minh em hát vuông góc với AK. Em suy nghĩ đi. Tôi vẽ lại hình nha, để cho hình nó lớn lên chút xíu cho các em dễ nhìn nha các em nha. Vậy thì em quan sát nè. Rồi giờ chứng minh em hát vuông góc với AK phải không? Giờ em muốn làm được nữa thì em phải nối thêm một đường thẳng nữa cho tôi. Nối AH nữa cho tôi.
cách DC tại một điểm nào đó. Em tự tập tên cho nha. Và em nhớ là trước khi mình vẽ hình đó, mình đã xác định đây là trực tâm, đúng không? Nên đường thẳng xuất phát từ trực tâm, mà đường thẳng xuất phát từ đỉnh của lành của năm giác mà đi qua trực tâm chính là đường cao của này. Đây là giao của đường cao thứ nhất, giao của đường cao thứ hai trong năm giác thì gọi là trực gì? Tâm. Đây chính là đường cao của này. Tí cần thiết chứng minh luôn nha. Đó. Tức là đây là điểm A B C D E F đúng không? E F rồi đặt đây là G đi. Nha. Rồi. Các em này. Bài này khá khó nha các em nha. Rồi các em nhìn lên bảng coi. Coi phần tôi phân tích bài này, các em coi có hiểu không nha. Rất là khó, cố gắng nha. Rồi các em nghĩ nè, chứng minh vuông góc. Mà trong chủ đề chứng minh vuông góc á, tôi dạy các em có rất nhiều cách đúng không? Khoảng 15 cách chứng minh vuông góc. Nha. Đó. Vậy ở đây dùng phương pháp ở đây. Đó. Tôi nhìn nha. Tôi nhìn nếu mà chứng minh được vuông góc tam giác này với tam giác này. Ở trong đây tôi có rất nhiều cái tứ giác còn tiếp nha các em. Để ý nè. Trong đây tổng cộng đây có một tứ giác còn tiếp nè. Đây có một tứ giác còn tiếp nè. Đây một tứ giác còn tiếp nè. Còn alpha thêm 3 cái nữa nha. Rồi. Rồi tôi định dạng chút xíu nè. Định dạng chút xíu để làm nha. Trong đầu tôi định dạng nè. Tôi sẽ chứng minh được cái tam giác này nè em. Thử cái nha. Tôi sẽ chứng minh cái tam giác này nè. Nếu tôi chứng minh được cái tam giác này nè. Đồng dạng với tam giác lớn này em. Tam giác vuông lớn này. Tam giác KIG á. Này vuông chắc ăn là đi chứng minh được, đúng không? Trực tâm mà. Đây đường cao được chứng minh vuông luôn, được luôn. Đó. Nếu em chứng minh được tam giác đen này nè, đồng dạng với tam giác vuông lớn này nè. Thì lập tức hai tam giác đồng dạng thì em học rồi, có các góc tương ứng bằng nhau thì lập tức góc này bằng góc này. Bằng này 90 thì lập tức này 90. Đúng không? Nhưng mà vấn đề là chứng minh được hai tam giác này đồng dạng cả một vấn đề khó khăn nha. Rồi giờ tôi phân tích này em. Nhìn nếu mà xét cái tam giác màu đen này nè với tam giác lớn này, tôi thấy có tự nhiên có chung một góc này, góc này đúng không? Rồi góc là tôi nghĩ là không thể rồi đó. Rồi góc là không thể rồi. Tôi có thể chứng minh theo trường hợp cạnh góc cạnh đây, cạnh góc cạnh này nè. Nếu hai cạnh của tam giác này nè, cạnh này nè thì lại với cạnh này nè bằng cái cạnh AG này nè. Đó, hoặc AG nè trên AK này nè. Đó, nếu AM trên AH bằng AG trên GM trên AK nè, góc xen giữa nè bằng nhau nè. Góc đặc biệt hai cặp cạnh tỷ lệ bằng nhau thì lập tức hai tam giác này đồng dạng. Nhưng mà vấn đề trong đầu em phải soạn là làm sao chứng minh được AM trên AM trên AH nè, làm sao em chứng minh được này bằng AG lên định dạng trước sơ sơ thôi nha, chưa biết nó có tỷ lệ không nha, trên AK. Làm sao chứng minh được điều này? Đó, AM trên AH bằng AG trên AK. Góc A chắc ăn giữa bằng nhau rồi. Nhưng mà vấn đề ra được điều này cả một vấn đề khó khăn. Vậy thì cái cần thiết của cái này nè, muốn chứng minh được cái tam giác này đồng dạng với tam giác lớn thì phải có tỷ lệ này. Chắc ăn là góc A ở đây là góc chung rồi. Chắc ăn đồng dạng, nếu mà làm vậy được thì em chứng minh được điều này. Thì hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Đó, vậy mà đây vuông thì lập tức đây vuông, chỉ độ để chứng minh được góc. Nhưng mà vấn đề làm sao chứng minh được cái điều này rất là khó nè em. Rồi tôi lấy mối quan hệ cho các em nè, tôi nhắc cái điều này ha. Rồi, tôi kiếm coi cái cạnh nào mà liên quan đến AM và AH đâu. Liên quan AH là cái này nè em, AH nè. Mà em nhìn vô cái tứ giác này em chứng minh được nội tiếp này em. Mà tôi nói cái lợi cái thứ tư của tứ giác nội tiếp. Đúng không? Tứ giác nội tiếp nè, ai này cắt nhau tại điểm A này thì có tính chất. Em sẽ từ đây em suy ra một cái điều rất quan trọng. Khi có một cái tứ giác nội tiếp nè, BFGH, cái tí nó chứng minh được nha. BFHG nội tiếp, đây là trực tâm, đây là trực tâm nè, đây vuông góc 90 180 180, tứ giác nội tiếp mà hai này cắt nhau tại điểm gì, điểm A, thì trong đầu phải soạn sẵn luôn, có sẵn điều này luôn, cần thiết thì chứng minh, hoặc lúc đó em có thể làm nhanh luôn em nghe lỡ nhớ được cùng với câu chuyện làm nhanh thì em sẽ giống như cái lúc em lý thuyết tôi vừa nói đấy các em, lập tức em sẽ lập được là gì, AH nhân AG bằng AF nhân cho AB, hai tam giác đồng dạng đấy em, tam giác này này. Và tam giác lớn này đồng dạng với trường hợp góc đó các em nha. Để tôi làm hơi nhanh cái này chút xíu ha. Vậy thì có liên quan đến AH này. Đây, cái chốt ở đây. Rồi, tôi kiếm một cái tam giác mà liên quan đến AM nè. Để tôi phân tích thử coi. Liên quan đến AM nha. Làm sao liên quan đến AM đây. Tam giác liên quan AM nè. Nha. Liên quan đến AM. Cái tam giác này nè.
Đồ đồ màu đen thui này nha, đồ đồ đen thui các em để ý chút xíu nha. Tam giác này nè, rồi đồng dạng với nó, chắc anh là tam giác AMB là tam giác tù, thiếu một tam giác đồng dạng với nó mà tù luôn. Đây là chữ F nha, là tam giác này nè. Đây tôi vẽ vòng 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 này, đây tam giác này lẫn lộn này. Chắc anh là tam giác đen này với tam giác này có chung góc A này, trên này nè, góc A này tí là A1 luôn nè. Đó rồi, chứng minh thêm một góc bằng nhau nữa nè, tôi chứng minh thêm một góc bằng nhau nha. Giờ nó rối đen không nhìn ghê quá rồi. Rồi thêm một góc bằng nhau là tôi chứng minh góc tù này nè, coi này góc tù này nha, bằng góc tù là đây này nè, hai góc tù nào nhau nè em, tôi coi chứng minh này nhẹ nhàng này em. Thôi vẽ vậy bút đỏ đâu ta, rồi này vẽ bút đỏ đi cho dễ nhìn. Cái góc màu đỏ này nè, tôi sẽ chứng minh bằng góc màu đỏ này cho các em coi nè. Góc màu đỏ này nè, cộng góc C nè, 180, tứ giác AMBC cũng thiết. Góc này cộng góc này bằng 180, đúng không? Góc này cộng góc này 180 nè. Thằng này đối đỉnh với này nè, này đối đỉnh với này, mà này cộng này 180 vì tứ giác BFEC cũng thiết, chứng minh được alpha nè. Hôm nay mình chứng minh ngay câu A thôi, đúng không? Vậy suy ra góc này cộng góc này bằng 180, này cộng này 180, vậy này bằng này, mà này này đối đỉnh với này, suy ra này bằng này. Vậy thì hai tam giác này đồng dạng nè, tam giác AMB có nghĩa là tam giác AMB đồng dạng với tam giác AFK. AFK thì tôi sẽ lập ra coi nè, tôi lập ra có liên quan AM không nha. AM trên AM trên AF. Rồi. Thấy chưa? Lập cạnh tiếp theo coi, đặt AB. AB trên AK. Em nhìn nè. Từ đây suy ra AM nhân AK. AM nhân AK. Cái này không có dùng tới không? AB nhân AF, đúng rồi. Rồi. Được em, từ đây tôi suy ra rồi em, AM nhân AK bằng AB nhân AF. Em nhìn coi, giống không? Giống. Vậy suy ra hai này bằng nhau. Từ đây với đây suy ra nào, từ đây suy ra được AH nhân AG nha, bằng AM nhân AK. Rồi tức là tỷ lệ số này từ đây suy ra được là AH trên AM bằng AK trên AG nè. Cái chốt là cần này nè, đây AH trên AM bằng AK trên AG này. Đây này hơi biết hơi ngược đúng không? Đó AH giờ thì ngược cái này thôi, AH trên AM nè bằng AK trên AG, mình ngược cái này thôi không sao hết. Đó là AH trên AM bằng AK trên AG, góc A là góc chung. Vậy thì tam giác này à, cái tam giác này nè đồng dạng với tam giác vuông này đó, mà hai tam giác này đồng dạng trường hợp cạnh nó cạnh mà đây 90 lập tức đây 90 vuông khác. Trời ơi trời, để cho khá gắt nha các em nha. Rồi muốn làm bài này trình bày hoàn chỉnh nha, tôi trình bày bên kia. Rồi cố gắng hơn cậu cuối mà đó. Vậy thì giờ tôi trình bày ha. Ok các em, câu này là câu C đúng không? Tôi sẽ gọi nè, kẻ AH cắt ABC tại G nha, kẻ AH cắt BC tại G. Rồi trong tam giác ABC giờ chứng minh đây là trực tâm để đây vuông góc, để chứng minh tứ giác này nội tiếp nè, tứ giác nội tiếp phải khai thác cái lợi của tứ giác nội tiếp, cái lợi thứ tư nha. Rồi trong tam giác ABC có hai đường cao, đường cao tên là gì em? Đường cao BE và CF. Nha, cắt nhau tại H. Vậy suy ra H là trực tâm của tam giác ABC. Nên AH vuông góc với BC tại đâu em? Tại điểm này điểm G. Nó vuông góc thì G thì lập tức này đây 90 nè, thì tứ giác này nội tiếp, mà tứ giác này nội tiếp khai thác lợi luôn AH nhân AG bằng AS nhân đây gì em? AB. Nhớ khai thác cái lợi thứ tư tứ giác này. Còn lúc này em ngồi em chứng minh thì thật sự cũng dễ dàng à, tam giác AMH và tam giác AB đồng dạng rất đơn giản này em. Tam giác này và tam giác lớn này có là đều là hai tam giác vuông hết, mà đây là ga A là góc ngọn chung, lập tức đồng dạng lập tỷ số ra, lập tức ra được anh. Nhưng bài này câu cuối cùng rồi khó đúng không? Nếu mà em trình bày vậy bài trở nên cực dài,
nha. Các em thử có cái đề năm, tôi nhớ không làm, tôi giải cái đề năm 2015-16 ở tỉnh Kiên Giang, hai được tròn á, tôi khai thác cái lợi thế chắc tiếp làm tốc độ mau nha, 2017-18 gì đó đó, và đề Kiên Giang câu cuối chúng mình bình thường á, tích hai đầu dài thằng cộng này mà bằng bình phương, tôi dùng cái cách thứ hai tôi làm rất là nhanh nha. Vậy thì mình phải nhớ là khai thác được cái lợi thứ tư đó, nhớ kỹ giúp tôi nha. Rồi rồi, vậy thì từ đây nè, ở đây là suy ra góc BFH cộng cho góc BEG, suy ra góc BFH, các em BFH này cộng cho góc BG, BGH bằng 180 độ. Rồi suy ra tứ giác tên là BF nha, BFHG nội tiếp. Nội tiếp được nha các em. Mà tứ giác này nội tiếp được thì có điều này nha. Rồi suy ra có tính ghi này luôn, AH nhân AG bằng AF nhân cho AB. Đó, lúc đầu bài vô tôi đã nhấn mạnh điều này luôn rồi đó. Ở đây số 1 cho tôi. Thấy chưa? Khai thác cái lợi thứ tư. Mà trường hợp này mình ít, rất ít làm đúng không? Đó. Rồi tôi chứng minh được tới đây rồi đúng không? Giờ nè, giờ chúng mình được cái tam giác này đúng không? Tam giác A gì em? AMB đồng dạng với tam giác AF nha, AFK đó các em nha. Đó, làm sao chứng minh được đồng dạng nè? Giờ phải chứng minh được nè. Thứ nhất, em phải chứng minh được cái góc này nè. Đúng không? Bằng góc này nha. Giờ ta làm chậm chậm, không làm nhanh ha. Rồi, giờ chỉnh bài 50 này. Rồi. Chỉnh bài ý tiếp theo nè. Góc này nè, cộng góc này bằng 180 nè, này cộng này 180 nè, đúng không? Đó, để chia ra góc này bằng góc này nè. Rồi, nói nè, tứ giác AMBC nha, và tứ giác BFEC nội tiếp. Nên góc này nè, AMB, AMB bằng góc nào em? BFE nha, BFE giải thích. Vì cùng bù với góc C nè, tứ giác nội tiếp thì góc này cộng này là 180, tứ giác BFEC nội tiếp thằng này cộng này 180, vậy hai này bằng nhau, mà này như nào này bằng đổi đi, mà góc BFE bằng góc AFK. Mở ngoặc ra vì nó đối định nè. Đó, vậy từ đây suy ra góc AMB nha, bằng góc AFK. Rồi, giờ tôi biết xét hai tam giác đồng dạng nè. Rồi xét tam giác AMB và tam giác AFK. Đó. Góc AMB bằng góc AFK. Tôi ngủ lên các em nha. Mở ngoặc ra chứng minh trên. Rồi góc A1 là góc chung này nha. Tôi đồ màu đỏ lên nha, tại vì câu này câu cuối rồi, không có đọc thêm nữa. Đây là A1 này nha. Nha. A1 là góc chung. Đó, vậy thì từ đây mình suy ra được hai tam giác đồng dạng nha các em. Suy ra tam giác AMB đồng dạng với tam giác AFK theo trường hợp gì em? Góc rồi mình sẽ lập tỷ lệ ra, chúng ta có tỷ lệ là gì? Đọc ra ha. Cần lập AM á, AM trên AF bằng AB trên AK. Cái mình nhân chéo lên, suy ra AM nhân AK bằng AB nhân AF. Em nhìn thấy không nè, bằng AB nhân AF là 2. Từ 1, 2 suy ra AH nhân AG bằng AM nhân AK.
Rồi, có điều này thì em sẽ lập được tỷ lệ là suy ra tỷ lệ này em. Chia là gì em? AH trên AM bằng gì em? Bằng AK trên gì em? AG. Rồi rút luôn nha các em. Tôi làm mau tại vì bảng này cũng hết rồi nha. Rồi và rồi vậy là có nghĩa là gì? AM trên là AH trên AM là AH trên AM rồi bằng AK trên AG, AK trên AG. Góc A này nè, góc này. Góc em AH bằng góc K AG luôn. Kết luận 200 giác đồng dạng luôn, khỏi ghi chữ xếp nha. Đó. Mà góc em AH bằng góc KAG nha, AG được biết cao lên đi. Đó, chung một góc mà, đúng không? Đó, vậy từ đây suy ra nè. Suy ra tam giác AMH đồng dạng với tam giác A AMH đồng dạng với AGK. Đó, hai tam giác là đồng dạng theo trường hợp gì em? Cạnh, góc, cạnh. Nha, mà hai tam giác này đồng dạng nè, hết chỗ luôn rồi các em. Tôi phải chỉnh dưới này nè, chỉnh sang bên này ha. Đó, chỉnh bài thôi bên này ha. Rồi, hai tam giác này đồng dạng nên các góc tương ứng bằng nhau, nên góc như sao em? Nên góc AMH bằng góc AGK mà AGK bằng 90 kết luận vậy AMH vuông góc AK mà ngoặc ra đều phải 90. Đó nè các em, khá là căng thẳng các em nha.